Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 30 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 30 tháng 4, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến chống Mỹ giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đất nước chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha ông đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường, bất khuất và trí thông minh sáng tạo của dân tộc ta, quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nói chung, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đề ra. Thưa quý vị, cũng ngày này cách đây tròn 48 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Đây là một cột mốc đáng nhớ của cả dân tộc, đánh dấu 48 năm đất nước giành được độc lập tự do, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vào ngày này hàng năm, mỗi chúng ta lại có dịp nhìn lại hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, biểu tượng sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Để ghi nhớ công ơn của Hồ Chủ tịch, Sài Gòn lúc bấy giờ được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Hồi 1 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, người chiến sĩ Bùi Quang Thận cắm lá cờ đầu tiên trên nóc Dinh Độc Lập, sao huyệt cuối cùng của Ngụy Quỳnh Sài Gòn, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Thắng lợi đó là một mốc son chói lọi, một trang sử huy hoàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kể từ đó, ngày 30 tháng 4 là ngày lễ toàn dân, mang ý nghĩa lịch sử trọng đại. Đây là dịp hàng năm nhắc nhở thế hệ con cháu về sự hy sinh và tự hào về truyền thống đoàn kết, tinh thần kiên quyết, kiên trì, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Từ khát vọng thống nhất non sông năm xưa, lớp lớp người Việt Nam hôm nay và mai sau kế thừa, phát huy và chung tay hành động vì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Tối ngày 29 tháng 4 tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Giai điệu Tổ quốc tôi. Với sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Đoàn nghệ thuật tỉnh, 14 tiết mục hát, múa, biểu diễn trong chương trình được dàn dựng công phu ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ca ngợi người lính Cụ Hồ, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Chương trình nghệ thuật Giai điệu Tổ quốc tôi là bài ca non sông vang vọng trong trái tim người dân Điện Biên, trở thành niềm tự hào về trang sử vàng chói lọi hào hùng của nhân dân ta trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Được tổ chức vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, chương trình nghệ thuật Giai điệu Tổ quốc tôi đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và du khách tới thưởng thức, cổ vũ, tạo không khí vui tươi gắn kết trong ngày lễ lớn của dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh không ngừng đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với nhiều mô hình thiết thực, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Rời quân ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, thôn Cộng Hòa, xã Thanh Luông không chỉ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế mà còn hăng hái tham gia các phong trào do địa phương phát động. Năm 2018, hưởng ứng lời kêu gọi tham gia hiến đất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình đã tự nguyện hiến gần 200 mét vuông đất để xây dựng tuyến đường liên xóm, góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông nông thôn trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Bản thân tôi là người lính, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ trở về với lại địa phương, trở về với cơ sở, thì nghe lời kêu gọi để phát triển xây dựng nông thôn mới, thì bản thân tôi cũng nhận định đấy nó là một cái mục tiêu đích thực để phát triển cơ sở, để phát triển cho nhân dân. Thế thì gia đình tôi thì đã có tiên phong xây dựng, có đi đầu để hiến một phần đất trong công cuộc xây dựng và phát triển nông thôn. Thực hiện cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Điện Biên đã gương mẫu tham gia đóng góp 2,5 tỷ đồng tiền mặt, tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng với trên 4.000 m2 đất, góp trên 500.000 ngày công, làm mới 100 km đường giao thông nông thôn, hơn 21 km kênh mương nội đồng, xây dựng trường học, nhà văn hóa. Kết quả đó góp phần giúp 15 trên 21 xã trên địa bàn đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Trong cái xây dựng, cái phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được phát động trong hội từng đến 100% hội viên cựu chiến binh. Trong thời gian vừa qua thì hội viên cựu chiến binh của huyện Điện Biên đã tích cực tham gia trong cái thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Riêng về tiền mặt thì chúng tôi đã tham gia đóng góp được trên 2,5 tỷ đồng. Cùng với cái thực hiện với tư tưởng là thực hiện là cái cựu chiến binh gương mẫu trong tiên phong gương mẫu trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, hiến đất, hiến công, hiến kế để cùng với tập thể cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Cùng với Hội cựu chiến binh huyện Điện Biên, các cấp Hội cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng tích cực hưởng ứng tham gia. Đó là phong trào cựu chiến binh Điện Biên chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Bằng hành động việc làm thiết thực, các tổ chức cơ sở hội trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động đăng ký đảm nhận nhiều phần việc như thi đua phát triển kinh tế hộ, tham gia hoạt động vệ sinh môi trường định kỳ hàng tuần và tham gia các tổ bảo vệ dân phố tại địa phương. Năm nay thì chuyên đề năm 2023 nhưng mà nó gắn vào đấy là cái việc mà cựu chiến binh học bác trong vấn đề là xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là đối với cựu chiến binh của 4 xã vùng ngoài thì đặt trọng tâm vào vấn đề là xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo cho anh em cựu chiến binh. Thì các cái tổ chức hội thì đã vận dụng và đồng thời là cũng đã xây dựng chương trình cũng như là tạo điều kiện để giúp đỡ nhau về ngày công, giống vốn. Và đặc biệt là hội cựu chiến binh thành phố thì đã phát động cái phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Điều hết sức quan trọng đó là đã động viên được cán bộ hội viên của các huyện, thị, thành phố, các cơ sở đến cấp chi hội tham gia và gương mẫu thực hiện những nội dung mà do Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh yêu cầu. Đến thời điểm hiện nay thì đã cùng với Ban chỉ đạo của tỉnh chỉ đạo và hoàn chỉnh được Trung ương, được tỉnh công nhận 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thì trong đó có cái sự góp phần rất thành công của cựu chiến binh các cấp. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vai trò tiên phong gương mẫu, trong thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh sẽ tăng cường tuyên truyền vận động hội viên, nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện các phong trào cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tiếp tục huy động hội viên cựu chiến binh đóng góp sức người, sức của, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khẳng định vai trò vị thế của cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, để mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng tại địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng vũ trang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên đã quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4.
đồng thời thường xuyên tổ chức bổ sung kế hoạch, luyện tập các phương án chiến đấu, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao trong dịp nghỉ lễ dài ngày. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ban chỉ huy quân sự đã có kế hoạch là phối hợp với các ban đoàn thể để tổ chức giao ban, quán triệt và hiệp đồng với các lực lượng là đã cụ thể. Hiện nay là ban chỉ huy quân sự đã làm tốt cái công tác, thứ nhất là lực lượng thì đã có kế hoạch huy động một trung đội dân quân cơ động của huyện, và các xã đã triển khai cho các xã là sử dụng một tiểu đội dân quân cơ động của xã để sẵn sàng bảo vệ. Nhất là trong 5 ngày nghỉ thì đã triển khai trước một bước về các lực lượng và tổ chức luyện tập các phương án sát với tình huống để sẵn sàng là bảo vệ các ngày lễ sự kiện chính trị. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ cũng đang quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch huấn luyện năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quá trình huấn luyện thì trong cái điều kiện thời tiết tương đối là khắc nghiệt. Tuy nhiên, các đồng chí chiến sĩ dân quân cũng như là tổ giáo viên luôn khắc phục các cái khó khăn để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, đạt được các cái mục tiêu chỉ tiêu theo cái phong trào thi đua đã đề ra. Thực hiện cái phong trào thi đua quyết thắng trong năm thì chúng tôi xác định có cái đợt thi đua cao điểm, trong đó có đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất nước. Chúng tôi đã triển khai luyện tập các phương án để sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để thực hiện cái nhiệm vụ là bảo vệ an ninh an toàn cho cái dịp lễ kỷ niệm và sẵn sàng thực hiện các cái nhiệm vụ của phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố. Và trong cái dịp này thì chúng tôi đã đẩy mạnh cái công tác huấn luyện, triển khai cái thực hiện cái huấn luyện dân quân năm thứ nhất và các cái nhiệm vụ khác để bảo đảm cho cái dịp lễ kỷ niệm. Thông qua phong trào thi đua với nhiều việc làm có ý nghĩa, thiết thực, tích cực, các đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước trong lịch sử của dân tộc, góp phần tích cực xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên vững mạnh toàn diện trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước qua các chương trình dự án, đặc biệt là sự chung tay của cấp ủy chính quyền địa phương cùng tinh thần vượt khó của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, đến nay, đời sống của người dân huyện Mường Trà có nhiều đổi thay. Phản ánh của phóng viên thời sự. Là người gần cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất Mường Lai cũ, nay là huyện Mường Trà. Mặc dù năm tháng đã trôi qua, nhưng ông Hoàng Văn Hạc vẫn không quên được những ngày tháng gian khó khi thực hiện di chuyển huyện lỵ cũ về cây số 0, nay là trung tâm huyện lỵ Mường Trà. Từ một bãi đất trống đầy sỏi đá và cỏ dại, với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và người dân trong huyện, đến nay thị trấn Mường Trà đã khoác lên mình chiếc áo mới với cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại. Huyện Mường Trà là chuyển cái điểm mới. Mà trước hết mà đến đây thì cũng gặp nhiều khó khăn, mà đất đai này, đường điện trường trạm nói chung, về cái đời sống văn hóa và cái kinh tế thì gặp rất nhiều khó khăn. Mà cho đến bây giờ ấy, thì coi như là huyện Mường Trà là cũng có nhiều cái đổi mới, mà kể cả đường điện trường trạm thì coi như là về cái đời sống văn hóa tinh thần này, của cộng đồng dân cư này, đặc biệt là coi như là xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mà gắn liền với lại 3 tiêu chí 6 tiêu chuẩn của địa bàn dân cư, thì bây giờ là coi thì cái thị trấn huyện Mường Trà thì cũng có nhiều cái đổi mới. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, huyện Mường Trà đã không ngừng triển khai và phát động nhiều phong trào thi đua một cách sâu rộng, hiệu quả, nổi bật như phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó đã có nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình trồng rừng, trồng cây cao su, trồng cây rong giềng, trồng dứa. Nhờ đó, kinh tế của huyện đã có nhiều khởi sắc và phát triển một cách vững chắc, bộ mặt nông thôn mới đang được hình thành rõ nét. Đến nay, Mường Trà đã dần hình thành kinh tế vùng và phát triển đúng định hướng, nhân dân đã biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây con vào sản xuất chăn nuôi để tăng năng suất chất lượng. Mạng lưới giao thông hàng năm được mở mới, nâng cấp. Hiện nay các xã đều có đường ô tô đến trung tâm.
100% số bản xe máy đi lại được về mùa khô, góp phần giao lưu trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế của nhân dân các dân tộc trong huyện. Công tác an sinh xã hội ngày càng được quan tâm và chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 đến 5% trên năm. Huyện xác định tập trung các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện các cái nghị quyết của tỉnh, nghị quyết của huyện về lĩnh vực phát triển nông lâm nghiệp, tập trung cái tái cơ cấu nông lâm nghiệp, triển khai thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt triển khai tức là có hiệu quả các cái dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh cái cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tập trung triển khai thực hiện tốt cái việc giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là lâm nghiệp cho người dân, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của hàng năm đã được nghị quyết của huyện ủy, nghị quyết của hội đồng nhân dân huyện giao. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự thay đổi trong nhận thức của người dân ở cách làm kinh tế, trong tương lai không xa, Mường Trà sẽ có thêm nhiều đổi thay và sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.